Hino Ngọc Thành có một cái con, hai con robot để hàng cho anh em nha. Đó, có một anh nhân viên sẽ điều khiển. Ở đây những mối hàng sau khi robot hàng đây. Đó, anh em tìm gõ cái là xỉ ra đều luôn nha. Chất lượng hàng đầu.